Mình sẽ có cái nấm kho báu. Ê! Cái gì? Ông làm tôi hết hồn mà. Làm gì mà la lớn gì vậy? Mày im coi. Đi ăn trộm mà la cho lớn vô cho người ta biết cái gì. Tôi thấy ông la lớn hơn tôi á. Quên. Bây giờ làm sao, làm sao rồi? Tìm được cái gì chưa? Ủa? Tới nơi rồi đó. Bây giờ mình ráng mình tìm kiếm xung quanh coi có cái gì không. Quế! Hi, có rả. Có rồi. Trời, nhìn nè. Nhiều tiền quá ông ơi. Ê, khái niệm nhiều bà ngộ quá hả? Có 2000 kêu nhiều. Ủa? Rồi bây giờ đừng có quan tâm tới nó nữa, có còn không? Ý. Ê. Cái số sơ rơi tiền này nhìn quen quen nè. Ông tào lao à, mình mới vô trong đây mà ông nhìn tờ tiền ông nói thấy quen là sao? Quen, tại tôi có thấy có thói quen là sưu tập mấy cái tờ tiền mà sơ rơi đẹp lắm. Đâu ra? Nè, cho bà coi nè. Ủa? Đây. Gì? Tiền tôi rớt bà nội. Trả đi. Tiền ông hả? Tiền ai nữa? Trời ơi, ăn cắp giặt ha. Chào mừng quý khán giả đang xem chương trình Ai Cũng Bật Cười. Và sau đây là tiết mục Gương Cười. Và khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay đó chính là ca sĩ đẹp trai Hằng Thái Tú. Chào tất cả các bạn. Anh Tú đã có mặt trong chương trình của Ai Cũng Bật Cười. Anh Tú sao anh căng quá vậy anh Tú? Căng thiệt chứ. Anh quá trang vậy là anh đóng vai vật gì anh biết chưa? Thì mới đầu thì anh nhìn anh cũng giống như ninja. Nhưng mà nhìn kỹ thì giống như cái đồ che nắng của mấy người Việt Nam mà sợ nắng che lại. Dạ đúng rồi, cho em hỏi câu ngoài lề nha. Anh có bí quyết gì mà sao anh trẻ hoài vậy anh Tú? Chắc có lẽ là vui. Lúc nào cũng vui nên anh thi chương trình Ai Cũng Bật Cười đúng không? Yeah. Rồi để đến với trò chơi chính ngày hôm nay, anh sẽ trải qua cái trò chơi phụ. Trò chơi phụ này rất là đơn giản thôi, để giành được chiếc thẻ quyền lực này. Anh biết công dụng chiếc thẻ quyền lực này là như thế nào không? Anh có xem chương trình trước rồi thì nó cũng rất là quyền lực. Đúng rồi. Anh đang rất là muốn có cái được quyền lực này. Đúng rồi, chiếc thẻ quyền lực này nó sẽ làm anh quán đổi vị trí của mình trong gương. Lúc đó anh tha hồ tung tăng, hô mưa gọi gió, anh muốn làm gì làm để hại chủ nhà. Anh đã sẵn sàng đến với trò chơi phụ ngày hôm nay chưa? Sẵn sàng. Anh thấy em đeo gì không? Cọng dây. Đố anh với cọng dây này, thử thách dành cho anh sẽ là gì? Làm xong mới biết chứ. Vậy hả, hồi nhỏ anh có chơi trò chơi gì không? Hồi nhỏ mà thiếu nhi á, anh hay chơi trò gì? Bắn bi, thả diều. Anh chưa cò cò. Hồi nhỏ có, lúc còn nhỏ. Ủa, anh chưa cò cò luôn. Em không tin luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Và thử thách của anh là cò cò 10 cái trong cái vòng tròn này. Đó, em sẽ để xuống đất đây. Trong vòng 30 giây, anh sẽ nhảy một chân. Đó. 10 cái. Nhưng mà chân của anh không được đạp lên đây. Không được nhảy ra đây. Phải lọt ở trong. Đúng rồi, phải lọt ở trong. Nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anh hiểu chưa? Cái vòng nó nhỏ quá ha. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, bây giờ thời gian của anh chỉ có 30 giây thôi. Trò chơi bắt đầu. 30 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúc mừng anh Tú. Vậy bây giờ chiếc thẻ quyền lực xin dành cho anh. Em nôn nóng, em rạo rừng quá. Bây giờ không làm mất thời gian của anh nữa, chúng ta cùng đến với trò chơi chính ngày hôm nay. Xin mời. Lên đi. Ta tới rồi. Tại sao bây giờ mày mới tới? Đi trễ. Tại sao lại đi trễ? Không tới sớm. Thôi đi, có sao nữa. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta đã đến hầm mộ chứa đựng kho báu. Đi về thôi. Ê, công sức bao nhiêu năm làm sao mà đi về như vậy được? Sợ ma. Thôi đi, ở đây chứa rất là nhiều kho báu, nhưng mà ở đây cũng rất là nguy hiểm. Chỉ cần một sơ suất của chúng ta thôi, chúng ta có thể mất mạng như chơi. Các ngươi hiểu không? Không hiểu gì đâu. Gì vậy? Vô lấy hàng đi. Đây là bản đồ chỉ kho báu.
ông nội ta viết rất là kỹ. Ông nội ta dặn rằng khi mà đến hầm mộ, đứng giữa hầm mộ, dậm chân xuống đất một cái quạt và đọc thần chú bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Lập tức cánh cửa kim cương sẽ mở ra, chúng ta sẽ giàu có. Các người đã nghe rõ chưa? Rõ. Rồi bây giờ rõ. Làm đi. Ở bên kia bầu trời. Hey. Lấy thiên đi. Lấy thiên đi. Cẩn thận. Lấy thiên đi. Cẩn thận. Coi chừng chúng ta. Cẩn thận. Hay quá. Trời ơi. Hết rồi. Có sao không? Không sao. Trời ơi. Bây giờ không khí ở đây lạnh quá. Đại tử ơi, ta đã chuẩn bị chiếc khăn cho con rồi nè. Con có thích không? Thích lắm. Đây, thích lắm. Khăn của con đây, con hãy cầm lấy. Con hãy quấn khăn vô đi, kẻo bị bệnh bây giờ. Nếu mà bệnh chúng ta sẽ không kiếm được kho báu đâu. Chúng ta muốn ấm lên. Chúng ta muốn ấm lên thì chúng ta phải tập thể dục. Nè, tại sao người soi gương ta làm mạnh như vậy mà gương lại làm nhẹ như vậy chứ? Làm lại. Ơi, uống này uống vô. Đỡ lạnh chưa? Đỡ lạnh rồi. Rồi, rồi. Xuống đây coi ông nội ta kêu cái gì tiếp. Nếu thấy ấm rồi, hãy nhìn bên hông bức vách sẽ có một tấm hình vẽ và bắt chước làm những động tác trong hình vẽ sẽ tìm thấy kho báu. Hay quá. Vậy bây giờ ngươi hãy dở lên và làm theo những động tác trong hình. Phút sau tiếp tục. Ráng đi đại tử ơi, vì kho báu hãy ráng đi.
Hay quá. Đúng rồi. Bắt chước đi gương, lẹ lên. Bắt chước đi gương ơi. Rồi. 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 Còn nữa không? Không mấy mình về khỏi ăn trộm được không? Không phải mình về khỏi ăn trộm được không? Ông bạn sắp tham rồi. Đại tử ơi trốn đi. Trốn đi nào. Trốn đi đâu? Trốn vô quan tài. Trốn đi để chết bây giờ. Trời ơi. Trời ơi. Rồi trốn đi. Chui vô đi. Trốn đi. Ôi, người soi gương đã trốn được rồi nè. Chủ nhà thì tốt hơn có một cái ngăn tủ, nhưng ngăn tủ này đặc biệt là có thể cười nới nó ra được đó, có thể làm nó rộng ra được. Đấy, dễ dàng như thế này. Trốn đi. Ôi, người soi gương đã trốn được rồi nè. Cố lên. Cố lên. Cố lên Cương ơi! Cố lên Cương ơi! Lẹ đi! Tập hầm tới nơi rồi! Lẹ đi! Trời ơi! Nó chưa khích cái hầm mộ lại nè! Cố lên! Cương ơi! Trời ơi! Còn kẹt cái chân nè! Ông ơi! Bỏ vô! Để thủ cho! Vừa rồi, an toàn rồi. Xuất hiện đi đại tử ơi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Mệt không? Mệt quá. Mệt quá. Để coi ông nội ta nói gì tiếp theo. Sau khi sóng yên gió lặng, hãy nhìn xuống bàn, sẽ thấy một cái núi đôi, một... Wow! Chắc chắn trong chiếc núi đôi này sẽ có báu vật tiềm ẩn bên trong. Đừng gạt bằng tay, hãy dùng cây chổi thần kỳ ta đã giấu dưới gầm bàn. Trời ơi! Đâu? Ôi đây! Con hãy kêu những lớp cát ra. Chắc chắn ở dưới lớp cát sẽ có cổ vật bằng đồng. Trời đất ơi, môi đi, môi đi. Thấy rồi. Hay quá. Nếu đã tìm được chiếc ly bằng đồng, hãy chế nước vào uống. Lúc đó vàng bạc châu báu sẽ tự dưng trên trời ập xuống. Wow. Hay quá. Người soi gương đã tìm thấy cái ly rồi. Gương, ngươi hãy tìm ly đi. Nếu không có ly, hãy chế cái ly mà chế nước. Hãy chế tạo đi. Ồ. Ồ, cái ly. Đâu, chúng ta có thể chế nước vào không? Ồ, chi tiết quá. Ông nội ta viết chúc mừng con, ta đùa đấy. Kìa, các ngươi thấy gì không? Viên kim cương. Ồ, để ta đọc bản chỉ dẫn của ông nội ta cái đã. Đó chính là hai thanh sắt. Các con phải đi thăng bằng trên hai thanh sắt đó để lấy viên kim cương. Nên nhớ chân không được chạm đất. Nếu chạm đất, hầm mộ sẽ sập xuống. Lưu ý, cầu dừa trơn trượt lắm con ơi, đi mà không khéo té như trên. Giết mà. Rồi, đi lấy viên kim cương đi. Cố lên. Cố lên, con giật sắt nắm. Cố lên, đại tử ơi, ta tin ngươi làm được. Cố lên. Ô. Kìa, người soi gương đã làm được rồi. Gương, hãy bắt chước làm theo đi. Cố lên. Đúng rồi,
nhớ là đừng để chạm đất. Nếu chạm đất hầm sẽ sập xuống. Hay quá, thông minh quá. Ôi, chẹt qua chẹt lại. Ôi, ta đã có viên kim cương rồi. Nào, chúng ta hãy thoát khỏi hầm mộ nào. Đi. Không được đi. Không được đi. Trời ơi, các người là ai? Chúng ta là xác ướp. Chúng ta là xác ướp. Các người muốn gì? Các người không được đi ra ngoài. Bây giờ chúng tôi muốn đi ra ngoài. Bây giờ chúng tôi muốn đi thì chúng tôi phải làm sao đây? Các người phải mua. Các người phải mua. Mua điều gì? Mua sạp. Mua sạp. Tức là ra chợ ngồi cái sạp múa hả? Không. Không. Làm được mấy cái cây múa múa ta gọi là múa sạp. Cái cây múa múa thì gọi múa sạp. Còn cái người vừa nói gọi là múa chợ. Người đó là gọi là múa chợ. Đệ tử, thấy nào, trỗi khúc nhạc lên, múa sạp nào. Giơ tay, gương đã giơ tay. Người soi gương bớt bớt lại. À, thì giờ người đổi với gương, gương đổi với người. Được, hoán đổi. Thẻ đâu? Thẻ đâu? Hoán đổi vị trí. Còn chần chờ gì nữa, xác ướp trỗi nhát. Nào. Vậy bây giờ sao không vô miếng nghiệp nào? Bây giờ các người phải ở lại đây để thay thế cho bọn ta. Đi vô đây. Thay thế cho cái khăn lau mặt mà lau bằng dây xích á, rồi ta khởi động có đấu ác gì đâu, hiền dễ sợ. Tại sao cuối cùng em lại hoán đổi vậy? Bởi vì em nghĩ cái cuối cùng á là nhảy bên đây nhảy có một cái à, bên kia nhảy tới ba cái xào là nó sẽ khó hơn. Nhưng mà em còn hiền quá, đúng ra cái chỗ nhảy là em phải để cho nhạc đánh nhanh nữa, tưng nữa để cho coi như là như vậy mình có thể làm lại không? Có thể làm lại bỏ đi. Thôi đợi game xàm nha. Rồi cảm ơn em. Trong cái chương trình này tôi rất là thích bởi vì nó vui, nó hoạt động, nó rất là thể thao, rất là action và nó đòi hỏi mình phải suy nghĩ, phải làm. Trong cái chương trình này nó có những cái điều nó bất ngờ, nhưng mà có lẽ là hôm nay cũng hơn hay sao. Trong cái chương trình ngày hôm nay Hàng Tú tham gia thì nó không có khó như tôi nghĩ.